Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay trong năm Chúa Nhật chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh. Chúa Nhật thứ 4 hôm nay, Chúa là ánh sáng, ai đi theo Ngài sẽ không phải đi vào trong tối tăm. Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh để nói lên tình thương và quyền năng của Ngài, và đồng thời cho người mù sống trong cảnh tối tăm cuộc đời của mình được thấy ánh sáng, không những ánh sáng thể lý mà nhất là ánh sáng đức tin, để rồi cuối cùng anh đã tin và theo Chúa. Đó là hình ảnh mà hôm nay giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta, xin cho đôi mắt của mỗi người chúng ta được sáng, sáng để nhìn thấy sự thật, sự sống. Và sự thật, sự sống đó là tìm theo Đức Kitô và nhận ra những gì không hay, không tốt trong đời sống của mình. Hôm nay Chủ nhật thứ 4 mùa chay, giáo hội nói lên cái niềm vui chuẩn bị Chúa sống lại. Vì thế vị chủ tế mặc áo hồng để nói lên cái niềm vui chúng ta sắp được cử hành, đó là Chúa Phục Sinh. Trong thánh lễ sáng hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mới qua đời ở bên Mỹ, cầu bình an mạnh khỏe cho sinh nhật bé 2 tuổi. Để xứng đáng từ hành thánh lễ, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thư tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giang trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông để hâm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài Tiết Sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng:
hãy đổ dầu cho đời bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai, dân thành Bethlehem, vì ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua. Khi vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: có phải người sức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không? Và Chúa phán cùng Samuel: đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn. Isai lần lượt đem 7 đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: Chúa không chọn ai trong những người này. Samuel nói tiếp: tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không? Isai đáp: còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên. Samuel nói với Isai: ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về. Isai sai người đi tìm đứa con út. Đứa út này có mái tóc hoa, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: ngươi hãy trỗi dậy, sức dầu lên nó, vì chính nó đó. Samuel lấy bình dầu ra, sức lên nó trước mặt các anh em, và Chúa Thánh Thần Chúa ngự trong David từ ngày đó trở đi. Đó là lời Chúa. Sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa,
và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì. Nhưng phải tố cáo thì hơn, vì chưng việc chúng làm cách thầm kín, dẫu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra, vì mọi việc được tỏ bày đều là sự sáng. Bởi thế thiên hạ nói: hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: ngươi hãy đến hồ Siloe mà rửa. Chữ Siloe có nghĩa là sai đến. Hắn ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được. Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao? Có kẻ nói: đúng hắn. Lại có người bảo: không phải, nhưng là một người giống hắn. Còn anh ta thì nói: chính tôi đây. Họ liền dẫn người đi trước kia bị mù đến với những người biệt phái. Lý do tại Chúa Giêsu hòa bùn và chữa mắt cho y lại nhằm ngày Sa-bát. Các người biệt phái cũng hỏi lý do tại đâu được sáng mắt. Anh ta đáp: người đã xoa bùn rửa vào mắt tôi rửa đi và tôi được sáng mắt. Mấy người biệt phái nói: người đó không bởi Thiên Chúa vì không giữ ngày Sa-bát. Mấy kẻ khác lại rằng: làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy? Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: còn anh nói gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: đó là một tiên tri. Họ bảo anh ta: mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư? Rồi họ đuổi y ra ngoài. Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh người liền bảo: ngươi có tin con Thiên Chúa không? Anh thưa: thưa Ngài. Nhưng Ngài là ai để tôi tin Ngài? Chúa Giêsu đáp: anh đang nhìn thấy người, và chính người đang nói với anh. Anh ta liền nói: lạy Thầy, tôi tin. Và y sấp mình thờ lạy người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước sang tuần thứ 4 mùa chay trong 5 tuần lễ chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh. Xin nhắc lại, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy can đảm chiến đấu những cơn cám dỗ, cũng như Đức Kitô đã bị ma quỷ cám dỗ, Ngài đã chiến thắng để thực hiện
chương trình Thiên Chúa Cha đã trao, đó là thực hiện ơn cứu độ. Sang Chủ nhật thứ hai, Chúa Giêsu biến hình để nói lên cho chúng ta thấy con người phải trải qua đau khổ mới tới vinh quang. Qua việc biến hình, Chúa củng cố cho các tông đồ, củng cố cho sự thất vọng của những người đi theo Chúa. Và Chủ nhật thứ ba mùa chay vừa rồi, Chúa Kitô, Ngài là nước càng sống. Ai đến với Ngài sẽ không còn khát, ai tin vào Ngài sẽ không còn đói. Chúa Kitô là nước càng sống để nuôi dưỡng chúng ta bằng sự sống. Hôm nay Chủ nhật thứ bốn mùa chay, Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta, Đức Kitô là ánh sáng trần gian. Qua Tin Mừng Thánh Gioan ghi lại, Chúa Giêsu đã chữa một người mù từ khi mới sinh được sáng mắt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong một cái thế giới ngày hôm nay, người ta vỗ ngực, người ta cho rằng họ làm được mọi sự, bất cần đến Thiên Chúa. Với những cái phát minh về khoa học, về y tế, cách này cách khác, do đó mà họ có thể là con người, nhân loại có thể giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống con người. Nhưng rốt cục thì chúng ta thấy như thế nào? Cái dịch virus corona đấy, con người vỗ ngực là thông minh, khoa học, thế mà cuối cùng phải chịu cái con virus này. Những cái nước Âu Châu là nước phát triển, và nhất là nước Mỹ, chúng ta thấy không? Và cuối cùng thì cũng sao? Đành bó tay trước cái dịch này. Và hôm nay là 158 nước ở trên thế giới mắc cái bệnh này. Việt Nam ta thì chưa có chết một người nào, nhưng mà cứ dần dần, hôm tối hôm qua là 90 mấy người rồi. Đấy. Nước Ý, nước Trung Quốc thì khỏi nói rồi, nó phát xuất từ Trung Quốc. Bây giờ là nước Ý 4-5 ngàn người chết, mà cho đến hôm nay là 21 linh mục chết vì cái này. Đấy. Văn minh tiến bộ như thế nào? Bởi vì họ gạt Thiên Chúa ra, họ không tin vào Thiên Chúa. Họ cho mình là có đủ tài năng, đủ phương tiện, nhưng mà cuối cùng sẽ như thế nào? Do đó mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài yêu cầu tất cả mọi người trên thế giới cầu nguyện, cầu nguyện. Và nhất là ông Tổng thống Mỹ, ông cũng kêu gọi dân Hoa Kỳ ngày 15 tháng 3 vừa rồi là toàn dân nước Hoa Kỳ dành để cầu nguyện. Đấy. Không có thầy các con không làm gì được. Thưa quý ông bà anh chị em, đây cũng là một cái dấu hiệu để cảnh cáo con người vỗ ngực mình là thế này, là thế kia. Đấy. Cái virus trước hết là chúng ta cũng cảm ơn Chúa chứ, để cho nhân loại thấy được cái quyền năng của Chúa như thế nào. Để rồi hôm nay chúng ta đi vào bài Tin Mừng. Cái anh mù từ khi mới sinh ra là đã mù rồi. Chứ còn nhiều người mù đã nhìn thấy cái cảnh vật này kia vì tai nạn, vì bệnh tật. Chứ còn anh mù này sinh ra là đã mù rồi, không còn biết cái thế giới này là như thế nào, không có biết cha biết mẹ là làm sao. Chúa Giêsu chữa bằng cách nhổ nước miếng xuống đất, rồi xoa nước miếng với bùn bôi vào mắt, rồi bảo anh đi rửa. Và anh rửa
rồi anh chạy. Trong khi đó thì mấy ông biệt phái luật sĩ không nhận ra cái phép lạ này nơi Đức Kitô, và lại còn bẻ ông này làm chữa bệnh vào ngày Sa-ba là ngày nghỉ, không được phép làm đấy. Trong cái bài tin mừng chúng ta thấy trước hết là Chúa chữa người mù cũng hơi là lạ nè, lấy bùn nước miếng bôi vào mắt và bảo đi rửa nó khỏi đấy. Không có thầy lang nào mà làm cái chuyện này, chỉ có Chúa Kitô thôi. Ngài muốn làm để cho con người chúng ta lấy bùn đất để nhắc nhở con người từ bụi đất mà ra đấy, từ bụi đất mà ra, để rồi nó cũng nhận sự khiêm tốn trước Thiên Chúa đầy quyền năng. Rồi qua cái việc lạ này, mấy ông biệt phái luật sĩ Do Thái họp lại mở cuộc điều tra. Ông nào mà làm cái chuyện này khoản phản khoa học rồi làm vào ngày Sa-bát? Họ bởi vì họ không tin vào Đức Kitô. Mặc dù họ biết ông Đức Kitô làm cái chuyện này, nhưng mà họ phớt lờ. Họ họp lại, họ điều tra. Điều tra dân chúng có nhìn thấy anh mù từ khi mới sinh không? Có phải anh ngồi ăn xin ở bên vệ đường không? Rồi gọi cha mẹ anh tới, có xác định cái anh này mù từ khi mới sinh không? Và gọi chính anh mù, ai đã làm cho anh khỏi mù? Đó là một vị tiên tri. Đấy, đó là một vị tiên tri. Mấy ông biệt phán luật sĩ không thể ông tiên tri nào mà làm cái chuyện này vào ngày Sa-ba. Đấy, vào ngày Sa-ba. Và sau khi điều tra rồi, họ kết án anh này loại ra khỏi công đoàn. Và Chúa Giê-xu gặp anh bị loại ra khỏi cộng đoàn vì mắt anh được sáng, vì cái người chữa anh. Do đó khi gặp lại Chúa Giê-xu, anh rất đỗi vui mừng và anh đã tuyên xưng: tôi tin, tôi tin. Do đó mà Chúa nói: tôi đến để xét xử những người không thấy thì sẽ thấy, và những người thấy thì sẽ trở nên đôi mù. Đấy, Đức Kitô đã nói cái điều đó. Vậy thì qua bài tin mừng này, mời gọi ông bà anh chị em thấy, Chúa đến để cho những người mù không được thấy thì thấy, những người thấy thì lại trở thành mù. Có lẽ ông bà anh chị em cũng phải suy nghĩ. Chúa ban cho chúng ta cái con mắt để chúng ta nhìn, để chúng ta quan sát, để cho chúng ta nhận định đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hay, đâu là dở, đâu là tội, đâu là không tội. Nhưng mà chúng ta có nhận ra được cái đó không? Nhiều khi chúng ta sáng mắt nhưng mà vẫn đi vào cái nơi tội lỗi. Sáng mắt mà vẫn làm những điều hại người khác. Nhất là cái dịch vừa rồi, nhiều những nước rửa tay tự sáng chế ra rồi đi bán để kiếm tiền. Rồi khẩu trang cũng vậy. Đấy, cái con người của chúng ta có mắt và giống như mù vậy đấy. Sáng mắt đó. Cho đó mà Đức Kitô nói: tôi đến để xét xử những người không thấy thì được thấy, và những người thấy thì trở nên đuôi mù. Vậy thì qua tin mừng này, mới gọi ông bà anh chị em, trước hết là cảm ơn Chúa chúng ta, Chúa cho chúng ta có đôi mắt sáng. Sáng để gì? Để nhìn thấy công trình kỳ diệu của Chúa đang thực hiện. Sáng để nhận ra cái điều nào là điều hay, cái điều nào là điều tốt, điều xấu.
cái việc làm nào là tốt, cái việc làm nào là không tốt. Chứ không phải sáng mắt nhưng mà mù. Đấy, biết bao nhiêu những người sáng mắt mà cuối cùng mù, đi vào cái con đường tội lỗi mà vẫn cho mình sáng mắt. Đây là vấn đề đặt ra cho ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ. Cái mù thể xác cũng còn khổ như thế nào, nhất là cái mù về đức tin. Ngày hôm nay thì cái thế giới này nó đang mù về đức tin, không còn tin vào Thiên Chúa. Đấy cũng là một bài học mà hôm nay tôi muốn nhấn mạnh với ông bà anh chị em. Tôi xin lặp lại, ông bà anh chị em cảm ơn Chúa vì có đôi mắt sáng. Nhưng mà sáng để làm cái gì? Sáng để nhận ra tình thương của Thiên Chúa, những công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã tạo dựng, chứ không phải sáng mắt để rồi cuối cùng tối. Đấy là vấn đề đặt ra để ông bà anh chị em suy nghĩ, nhất là những ngày này chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Phục Sinh sắp tới. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính đời Chúa Trời. Giêsu Kitô, Ngài con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngài ngồi xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Si-ô Vi La Tô, chiều đóng đinh trên cây thánh giá, trên mà tan ra, xuống ngục đổ tâm ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên nước Đức Chúa Cha, phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống, à, kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng, có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, anh chị em thân mến. Đức Kitô là ánh sáng thế gian, nhờ mầu nhiệm thập nhập thể, người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta. Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thanh tẩy và đổi mới hội thánh trong những ngày hồng phúc này, để hội thánh ngày càng nhiệt thành, làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Y học ngày nay tiến bộ vượt bậc, đã diệt trừ hẳn một số bệnh hiểm nghèo, mang lại niềm vui sống cho nhân loại. Thế nhưng, tại các nước chậm phát triển, vẫn còn một số người mù lòa vì bệnh tật, vì quá nghèo, không có khả năng chữa bệnh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người quảng đại, hết lòng chăm sóc và tận tình giúp đỡ những anh chị em bất hạnh trong xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.
bệnh đuôi mù tinh thần còn đáng sợ hơn nữa, vì nó khiến con người trở nên mù quáng, không còn phân biệt phải trái, cũng không còn khả năng nhận ra Chúa hiện diện trong tha nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chữa các Kitô hữu khỏi chứng bệnh hiểm nghèo này, để họ có thể nhìn thấy Chúa nơi tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thưa Ngài, tôi tin. Anh mù mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng biết luôn hiên ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận bằng những việc làm cụ thể, vì đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, mà theo Thánh Gioan Tông Đồ, sống như con cái sự sáng là sống bác ái yêu thương. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh em. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh, xin gia tăng lòng kính tin sùng mô, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mưu ích cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng ngả ngẫu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đáo và sinh ân cứu độ cho chúng con. Nhờ mầu nhiệm nhập thế, người dân đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin, nhờ phép rửa mang lại đời sống mới, người giải thoát những kẻ sinh ra đã mắc tội truyền và nâng hàng nghĩa từ của Cha. Vì thế mọi loài trên trời dưới đất đều thờ lạy Cha và hát bài ca ngợi cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con chúc tụng Cha và không ngừng tung hô rằng: Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế trong ơn này xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạng ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu truyền và tên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi nhà con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh cho lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phụ Tan Lui chúng con và toàn thể hoàng giáo sinh. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mới qua đời mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào quân anh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể từng người rơi, chúng ta dâng nguyện rằng: chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dơ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn.
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, cho hồng sông và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con
Xin đồng công đoàn đọc kinh cầu nguyện. Lạy ba ngôi Thiên Chúa toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Đặc biệt trong những nơi dịch bệnh đang hoành hành, xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phẩm của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay đang ân cần nâng đỡ chúng con. Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ máu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rộng ban ân xuống làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng,
để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cái thông báo của Đức Tổng Giám Mục về chỉ dẫn đeo khẩu trang rồi thế này thế kia, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh, rồi giải tội, rồi phải đeo khẩu trang như thế nào, chúng tôi có ở cuối nhà thờ. Xin ông bà anh chị em đọc dùm đấy. Tôi đã đọc hôm 19 tháng 3 vừa rồi, lễ chiều. Nhưng mà chúng tôi chỉ đọc cái phần cốt yếu, còn nhiều những lời khuyên khác của Đức Tổng thì chúng tôi đã có cái poster ở dưới cầu thang đó. Xin ông bà anh chị em ngó qua xem Đức Tổng dặn dò chúng ta cái gì. Đức Tổng cũng nói là không tổ chức tĩnh tâm mùa chay. Thì và ngài có xong ở dưới là những nhóm nhỏ khoảng 300 người thì được tổ chức. Vì thế chúng tôi cũng mạo muội vẫn tổ chức tĩnh tâm, bởi vì giáo sư chúng ta cũng không có đông lắm, khoảng 300 người trở lại đi dự thôi. Vì thế thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy có trà dòng cho cụ thể về giảng 3 ngày, giúp ông bà anh chị em chuẩn bị tích cực mừng lễ phục sinh. Vì thế ông bà anh chị em cũng cố gắng. Vấn đề khẩu trang, lý do là gì? Cái bệnh virus này nó phát xuất, nó lây từ cái lời nói, cái nước miếng của mình bắn sang người khác. Cho đó mà họ bảo là người mắc bệnh phải đứng xa cái người không mắc bệnh, tiếp xúc là 2 mét. Cho đó mà vấn đề đeo khẩu trang rất là quan trọng. Sở dĩ mấy cái nước Âu Châu nó không đeo khẩu trang, nó bị bệnh nhiều, nước Ý coi thường lắm. Những ai đeo khẩu trang người nói ở bệnh, ở nhà là ra đường gì. Cho đó mà nước Ý là nó bệnh nhiều quá, mà chết nhiều quá, chết hơn Trung Quốc nữa là. Đấy, chúng ta thấy. Cho đó đeo khẩu trang rất có lợi. Rồi rửa tay vi trùng thì chúng ta nên rước lễ rương lực bằng tay. Đấy cũng là một cái yếu tố để giúp chúng ta tránh cái lây lan. Rồi xin nhắc lại, những ai mà có nghi bệnh đừng có đến nhà thờ. Đừng có đến nhà thờ. Đấy, nhà thờ Vĩnh Hòa, nhà thờ Sao Mai, cái người bệnh đến nhà thờ đi lễ, cho đó mà phải đóng cửa. Đấy, chúng ta thấy rất là nguy hại, ảnh hưởng cho đến cộng đoàn. Vì thế những ai mà có ho ho cái này cái kia cũng nên ở nhà. Đấy, theo cái thông báo của Đức Tổng Giám Mục là những trẻ em từ nhỏ đến 15 tuổi và những người già yếu đuối 65 tuổi thì không phải đi nhà thờ, không tham dự thánh lễ cũng không có tội. Chúng ta cố gắng đọc lại để chúng ta cố gắng lưu tâm giữ cho mình, cho những người chung quanh. Đó là điều mà ông bà anh chị em chúng ta nên lưu ý. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.